Này mình, dạo này con Hến ăn gì mà mông má đấy đà phết? Úi dào, chắc đi bơm đi vá, chứ ngày xưa cũng thẳng tuột như cây chuối có gì đâu. Mà ông đi ông ngẩng cao cái đầu lên, cắm mặt vào đít đó làm gì mà đấy mới chẳng đà. Thì ai muốn đâu, nó cứ đập vào mặt không ngắm nó phí đi. Ông bỏ ngay cái tính dê già đi. Mình thông cảm, đàn ông không có máu dê thì có nói chuyện gì nữa. Giờ thật giả lẫn lộn, khéo lại ngắm phải mấy cái mớ silicon chứ béo bở gì. Nhìn sướng mắt là được rồi. Mà mấy hôm nữa mình đầu tư mấy tạ thóc đi đắp vào cho có hòn có cục. Người gì mà phẳng tít thò lò thế. Cha mẹ sinh thế nào tôi dùng thế, đắp nặn làm gì cho nó mệt người. Thời buổi bây giờ có tí mông tí ngực là ra tiền chứ đùa à? À, ý ông là nói mấy cái đứa hay ống a ống ẹo khoe mông khoe ngực cái gì? Thôi, nhà tôi không đủ rổ giá để hứng gạch đá dư luận. Đôi khi mình cũng phải hy sinh cái lọ để nhận được cái chai. Thôi, tôi chẳng lấy chai lấy lọ làm gì. Nhà tôi không có hầm, cũng không có mặt nạ để đeo. Cứ làm thật, ăn thật, sống thật cho nó lành.